Thưa cô, hôm nay lớp mình đi đủ ạ, trừ bạn Phương vẫn chưa đi học. Lấy quyển sổ đồ bài, tớ có thể vào lấy được không? Thôi được, cậu cởi đây. Tớ... À, thế còn Hương, à, tớ không có đi khôn. Hai bạn mà để cho bạn Hoàng ý thức không tốt và vi phạm
tùy từng lớp, cô sẽ thẳng cả hai bạn. Này, dậy, dậy đi, đừng có mà làm ảnh hưởng đến người khác chứ. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. The rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.我爱今后去发生原因，至今仍然是最大的一个谜。不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相和血型，没有一个人可以免疫。有些专家学者研究后相信，恋爱是内分泌失调所引起，却有别人认为恋爱属于流过性病毒，像感冒无药可救，但会自动痊愈。不管你同不同意，自古到今许多类似声音，恋爱不单是一种病态，它还可能是一种变态。一般发病后的初期反应，会开始改变一些生活习性，洗澡洗得特别干净，刷牙。Có điểm học kỳ rồi đấy, hai đứa đã xem chưa? Hoàng thì cao nhất lớp, còn Phương thì thứ hai hay thứ ba gì đấy. Nói chung là cả hai đứa phải khao rồi. Có thích toán lắm đâu. Thật á? Thật. Thật đấy. Alo. Con à, con đang làm gì thế? Thì giờ này không ngủ thì con làm gì nữa? Thì mẹ cũng chỉ hỏi thế thôi mà. Sắp thi đại học, đến nơi rồi. Còn sớm thế này, tranh thủ mà học đi con. Thi đỗ rồi thì con ngủ thế nào cũng được. Còn mẹ thì ngủ thế thôi. Mẹ cũng biết con vất vả. Trường y chứ có phải trường nào đâu mà nhàn được. Con trai mẹ cố gắng nhé. Cả nhà cũng rất trông chờ vào con đấy. Con là hy vọng của mẹ. Con không được làm mẹ thất vọng đâu đấy. Còn gì ông nói nốt đi. Con chuẩn bị giật máy đây. Học cẩn thận đấy con, nhìn thấy con gầy mẹ xót lắm. Ăn cho khỏe vào con, thi đỗ đại học y đấy.
Vâng vâng, con chào mẹ. Hoàng ơi! Hoàng ơi! Ơi, cô thấy bạn Hoàng ở đâu không ạ? Cô cũng chả biết, nó đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Hôm nay Hoàng cả ngày vẫn chưa về phòng Phương ạ, cậu có thấy nó ở đâu không? Thế, cả ngày hôm nay nó vẫn chưa về á? Tối qua tớ thấy nó buồn lắm. Chẳng biết nó cái gì nữa. Thôi, thôi tớ phải đi trước đây nhé. Bye bye. Hôm nay cậu đi đâu cả ngày mà chẳng bảo với ai? Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Em có vẻ thích nhạc quá nhỉ? Sao lại nói là thích được? Âm nhạc là cuộc đời của em. Anh nghe nỗi buồn trong tiếng hát của em. Chắc đây cũng không đơn giản. Chỉ là nỗi buồn của một chàng trai trước những đổ nát đầu đời. Đúng, em đang rất buồn. Có quá nhiều lý do cho một nỗi buồn ấy, nên em cũng chẳng rõ là mình đang buồn vì điều gì cả. Nhưng sao anh biết? Một người nghệ sĩ thì cái tiếng hát của em là bức tranh của tâm hồn. Nếu em đang đau khổ thì làm sao bức tranh ấy có thể tươi sáng được? Phải rồi. Nhưng sao em chưa thấy anh ở đây bao giờ nhỉ? Ta là một người nghệ sĩ đường phố. Cuộc đời của một kẻ làm trai là phải đi khắp năm châu bốn bể. Giá như em có thể được như anh thì sẽ tốt. Nhưng thật sự khó quá anh ạ. Nếu đã là một người nghệ sĩ đích thực thì nơi đâu cũng sẽ trở thành sân khấu của em. Mặc dù có thể em chỉ hát cho chính bản thân của mình mà thôi. Hãy bên lắng nghe vào trái tim của mình nhé. Phương này, chúng mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy làm gì? Thì cậu cứ trả lời đi. Tớ cũng chẳng biết nữa.
cũng hơn 1 năm rồi. Chính xác là 14 tháng rồi. Sao con lại nhớ kỹ vậy? Thế cậu còn nhớ cái ngày mà bọn mình gặp nhau ở bến xe buýt không? Bọn mình không gặp nhau ở bến xe buýt thì sẽ thế nào nhỉ? Vậy thì tớ sẽ không có một đứa bạn thân cực kỳ như cậu. Phương này, tớ thích cậu nhiều lắm. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right, right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you. You said we wouldn't be apart. Fly away from here.
comfort here.